Tin quốc tế ngày 5 tháng 6 Phi cơ của lữ đoàn 92 tấn công hơn 500 mục tiêu của Nga ở khu vực Kharkiv. Nga xây dựng rào chắn ở Crimea để che giấu hệ thống phòng không. Tình báo quốc phòng Ukraine nói Tổng thống Putin đã mặc áo chống đạn ở nơi công cộng suốt 5 năm. Nổ súng gần Đài sứ quán Mỹ ở Liban. Phi cơ ném bom chiến lược Mỹ tập trận chung với phi cơ chiến đấu Hàn Quốc quân đội Israel mở rộng tấn công vào Rafah. Slovenia gia nhập danh sách các quốc gia châu Âu công nhận nhà nước Palestine. Anh nói tiền giấy mới chính thức được đưa vào lưu hành. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế thứ tư ngày 5 tháng 6 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. truyền thông Ukraine hôm nay đưa tin về việc các quân nhân của lữ đoàn tấn công Ivan Sisko số 92 đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở khu vực Kharkiv bằng phi cơ không người lái trong những ngày qua. Nguồn tin cho biết, những người điều khiển phi cơ không người lái của lữ đoàn 92 báo cáo rằng có ít nhất 557 mục tiêu đã bị bắn trúng. Lữ đoàn 92 sử dụng lực lượng trinh sát trên không của nhóm phi cơ không người lái tấn công Fire Club, tiểu đoàn phi cơ không người lái tấn công Archins, và các đơn vị phi cơ không người lái tấn công khác. Lực lượng này có nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu. Theo dữ liệu được công bố, 141 đơn vị thiết bị bị hư hỏng và 45 đơn vị thiết bị khác của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn. Phi cơ không người lái Ukraine đã tấn công 224 công sự kỹ thuật thuộc nhiều loại khác nhau, cùng nhiều kho đạn, kho chứa vật tư, tiêu diệt và làm bị thương nhiều quân nhân địch cũng như nhắm mục tiêu và tấn công gây hư hại ít nhất 27 vị trí phóng UAV của Nga. Tại khu vực Kharkiv, người Nga đang tích cực sử dụng trinh sát trên không và tăng cường việc tấn công bằng hỏa tiễn. Quân đội Ukraine cho biết, hầu hết pháo binh hỗ trợ cuộc tấn công của quân Nga đều nằm trên lãnh thổ của họ, và các lệnh cấm tấn công bằng vũ khí phương Tây đã cản trở các đợt phản công bằng phi cơ không người lái từ Ukraine. Một nguồn tin từ phía các đơn vị du kích Ukraine cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng thêm các rào cản ở Crimea để che giấu các hệ thống phòng không. Chính quyền lâm thời do Moscow chỉ định tại Crimea đã bắt đầu xây dựng các tấm chắn bảo vệ dọc theo đường cao tốc để che các hệ thống phòng không khỏi tầm mắt của những người dân địa phương, nhằm tránh việc những người này chuyển thông tin vị trí các hệ thống phòng không Nga cho quân Ukraine. Nhóm du kích Ates nhận định Động thái này của Nga đến từ thực tế, các cuộc tấn công thành công của Ukraine gần đây nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Crimea. Nhóm du kích này cho biết, những chiến thắng của Ukraine không chỉ xuất phát từ nỗ lực của các lực lượng vũ trang nước này, mà còn đến từ sự giúp đỡ của người dân Crimea, những người đã tích cực chia sẻ thông tin về các địa điểm đặt thiết bị quân sự của Nga. Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU vừa cung cấp một báo cáo rằng Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, và cả những người đóng giả ông ấy đã bắt đầu mặc áo chống đạn tại toàn bộ các sự kiện công cộng từ cách đây 5 năm. Theo Đại úy Andriy Yusov, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, một người trông giống ông Putin đã sử dụng chúng những chiếc áo chống đạn thường xuyên trong ít nhất 5 năm qua. Thông tin do phía tình báo Ukraine tuyên bố hoàn toàn khác với thông tin được phía Nga công bố vào ngày 4 tháng 6 năm 2024. Cụ thể, tại thời điểm đó, The Moscow Times đã đưa tin rằng lãnh đạo Điện Kremlin, ông Vladimir Putin, đã bắt đầu mặc áo chống đạn tại các sự kiện công cộng từ năm 2023, theo khuyến nghị của Cơ quan An ninh Liên bang. Các phương tiện truyền thông của Liban và Nga hôm nay đưa tin về vụ nổ nhắm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở khu vực Oka của núi Liban. Truyền thông Liban đưa tin về những tiếng súng liên tục kéo dài khoảng nửa giờ ở khu vực sát Đại sứ quán Mỹ tại Oka, phía bắc Beirut, Nguồn tin cho biết thêm, con đường dẫn đến Đại sứ quán Mỹ từ Dubai và Oka đã bị phong tỏa. Trong khi đó, trang tin Russian Today đã đưa tin về cái chết của một trong những kẻ đã xả súng vào Đại sứ quán Mỹ ở núi Li Và nguồn tin khác thì cho biết, một trong những bảo vệ của Đại sứ quán Mỹ đã bị thương và ngoài đối tượng xả súng bị tiêu diệt, cơ quan chức năng đã bắt giữ được một tay súng khác đang bị thương. Có ít nhất ba kẻ xả súng và chiến dịch tìm kiếm kẻ nổ súng thứ ba đang được tiến hành đại sứ quán hoa kỳ tại liban đã đưa ra một tuyên bố rằng những phát súng đã được bắn đi bằng loại vũ khí hạng nhẹ tại nơi gần lối vào đại sứ quán lúc sáng nay và một cuộc điều tra đang được tiến hành tuyên bố cũng nói thêm cơ sở đại sứ quán và nhân viên của họ vẫn được bảo đảm an toàn nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng quân đội liban và đội an ninh của đại sứ quán Một phi cơ ném bom chiến lược B1 của Mỹ đã tham gia cùng các phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc trong một nhiệm vụ huấn luyện trên bán đảo Triều Tiên vào hôm nay. Chiếc phi cơ ném bom này đã thả một quả bom thông minh dẫn đường JDAM. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc tuyên bố đang nối lại mọi hoạt động quân sự dọc biên giới với Triều Tiên. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, loại bom JDAM đã được sử dụng quanh bán đảo này trở lại Lần đầu tiên sau 7 năm, trong một cuộc tập trận về khả năng tấn công chính xác, lực lượng Không quân Hoa Kỳ cho biết đã sử dụng hệ thống dẫn đường để chuyển đổi loại bom rơi tự do không điều khiển bao gồm bom BLU-109 thành vũ khí tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không nêu rõ địa điểm của chuyến bay huấn luyện và chỉ thông tin về việc các phi cơ chiến đấu F-15K của Hàn Quốc bay cùng phi cơ ném bom B-1 đã thực hiện việc bắn đạn thật. Trong cuộc tập trận này còn có sự tham gia của các phi cơ phản lực tàng hình F-35 và F-16 của Mỹ và Hàn Quốc. Việc nối lại các hoạt động quân sự của Hàn Quốc là phản ứng trước việc Triều Tiên phóng hàng trăm quả bóng bay chở rác thải và phân vào nước này. phía Hàn Quốc coi động thái này là một hành động khiêu khích không thể chấp nhận và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đình chỉ hiệp ước quân sự. Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến của họ cũng đã lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật bằng pháo cơ giới K9 trên các hòn đảo ở bờ biển phía Tây, khu vực gần biên giới trên biển đang xảy ra tranh chấp với Triều Tiên. Quân Israel cũng đang trên đà tiến về các khu vực phía đông của trại tị nạn Burais và Magazi, nơi thuộc trung tâm giải đất này. Các nhân chứng xác nhận về báo giới về việc các xe quân sự của Israel tiến về phía khu vực nhà để xe phía đông, và khu vực lân cận nhà thờ Hồi giáo Al-Wahda ở trung tâm Rafah. Theo mô tả của các nhân chứng, quân đội Israel tiến công kết hợp với việc pháo kích dữ dội vào Rafah. Tại Khan Yunis, quân đội Israel đã tiến vào thị trấn Qarara phía đông thành phố Khan Yunis. Tại trung tâm giải Gaza, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào các khu vực phía đông của trại tị nạn Burei và Magazi với sự hỗ trợ của đạn pháo hạng nặng. Slovenia đã chính thức gia nhập danh sách các quốc gia châu Âu công nhận nhà nước Palestine. Quốc hội Slovenia đã bỏ phiếu và thông qua quyết định công nhận nhà nước Palestine vào hôm nay ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, phe đối lập trung hữu tại Slovenia đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Trước đó cùng ngày, phe đối lập đã đưa ra kiến nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về việc công nhận Palestine. Ngoại trưởng Slovenia Tanja Fajon nói trên nền tảng mạng xã hội X Slovenia đã ở phía bên phải của lịch sử. Người dân Palestine thân mến, quyết định cuối cùng hôm nay của Slovenia là một thông điệp về hy vọng và hòa bình. Chúng tôi tin rằng chỉ có một quốc gia hai nhà nước giải pháp có thể dẫn đến một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Slovenia sẽ tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi vì an ninh của cả hai quốc gia, của người Palestine và người Israel. Thủ tướng Robert Golob của Slovenia tuyên bố động thái này đã gửi hy vọng đến người dân Palestine ở bờ Tây và Gaza. Hơn 140 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền. Trong đó, Thụy Điển đã thực hiện bước đi này cách đây một thập niên và một số nước Đông Âu từ lâu cũng đã công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Những tờ tiền in hình vua Charles đã bắt đầu xuất hiện trong ví của người Anh. Chúng sẽ dần thay thế những tờ tiền trước đây có hình khuôn mặt của mẹ ông, Nữ hoàng Elizabeth. Tiền giấy in hình vua Charles được chính thức lưu hành ở Anh vào hôm nay, gần 2 năm sau khi ông kế vị Nữ hoàng Elizabeth II. Hình ảnh của Charles sẽ xuất hiện trên các tờ tiền mệnh giá 5, 10, 20 và 50 bảng Anh mới và chúng sẽ được lưu hành song song với những tờ tiền hiện có hình nữ hoàng. Ngân hàng Anh cho biết Cách tiếp cận này phù hợp với hướng dẫn của Hoàng gia và nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường tài chính khi thực hiện sự thay đổi này. Điều này có nghĩa là công chúng sẽ bắt đầu nhìn thấy những tờ tiền mới của vua Charles III một cách từ từ. Sớm hơn so với tiền giấy, đồng tiền xu có chân dung nhà vua đã được lưu hành vào tháng 12 năm 2022, thời điểm chỉ vài tháng sau cái chết của nữ hoàng Elizabeth II. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết, đây là một thời điểm lịch sử và ngoài việc thay thế hình ảnh vua cho nữ hoàng thì thiết kế của tờ tiền không thay đổi. Trong những năm gần đây, người tiêu dùng ở Anh ưa chuộng thanh toán điện tử, dẫn đến việc sử dụng tiền mặt giảm mạnh. Việc sử dụng tiền mặt đã giảm từ hơn 50% số giao dịch tại các cửa hàng trong năm 2014 xuống chỉ còn 15% vào năm 2021. Xu hướng này được cho là do đại dịch Covid-19 mang lại nhiều cửa hàng ở Anh thậm chí chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Thống đốc ngân hàng Anh nói, chúng tôi biết rằng tiền mặt rất quan trọng đối với nhiều người và chúng tôi cam kết cung cấp tiền giấy miễn là công chúng có nhu cầu. Và việc đưa những tờ tiền mới này vào lưu thông là minh chứng cho cam kết đó. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của DKN Thời sự đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo